Xin chào quý vị khán giả. Hai anh gọi sẽ làm một cái video sẽ nói về một cái nhân vật là trong cái câu chuyện của Hồng Loan. Thì cái nhân vật này thì quý vị cũng đã biết là nổi đình đám trong cái thời gian vừa qua. Quý vị biết nhân vật này là nhân vật gì đúng rồi? Đó là nhân vật coi như gọi là mì xào ha. Mì xào hay mì tôm này coi đó cũng là một thứ. Thì hôm nay thì em sẽ làm một cái video về cái câu chuyện của Hồng Loan. Thì cái con này thì nó cũng liên quan, không những liên quan mà nó liên quan rất là nhiều. Thì nghe cái lời chia sẻ của nó. Thật ra mà nói thì em cũng đã lâu rồi em cũng không có làm đề tài về cái con này. Nhưng mà do là cái em vô tình em lướt lên em thấy cái con này nó nói nghe nó làm video mà nó nói theo cái giọng điệu của nó nghe thấy ghét. Sau đó anh Ngựa sẽ lên chia sẻ với quý vị khán giả về cái con người của cái con này. Thì sau đây em cũng xin mời quý vị nghe một đoạn thôi, khoảng một phút thôi, để quý vị biết được rằng là cái cách nói chuyện của cái con nhỏ này hay là được gọi là nó là con mì xào hay là mì tôm hay là mì củ chuối. Thì quý vị mới biết được rằng là những cái lời lẽ của nó nói ra nghe thì thôi rồi thì đây em cũng không có cần phải chần chừ lâu nữa, cũng mời quý vị khán giả nghe liền để quý vị khỏi phải trông ngóng cho nó mất thời gian. Em mời quý vị khán giả nghe nha, rồi sau đó thì em sẽ phân tích về phía sau nha quý vị. Xin mời quý vị. Thì cũng là cái tầng mà cứa cái miệng cách đây hơn tập nước đó nhảy vô mình cái lối vô hơn của con người vô hơn đó. Thì bây giờ nó ngứa cái miệng là cũng nói về cái việc vô hơn tiếng quý vị đó. Cho nên ngày hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề của drama ông cố nghệ sĩ nha quý vị. Ai mà ghét cái drama này thì dẹp cái clip này qua bên quý vị, chờ cái clip khác thì mình phân tích cái vấn đề khác nha. Còn cái vấn đề này thì mình nói đặc biệt dành riêng cho cái drama của ông cố nghệ sĩ Thập và Lập Chí Ngốc đó. Thì thật ra là đầu tiên khi mà tất cả những cái người mà cái drama này nó nổ ra đó quý vị, thì tất cả những cái người mà nghệ sĩ họ không có dám lên tiếng. Tôi lúc thời điểm đó tôi cho rằng là những người đó không dám lên tiếng binh vực là tại vì họ sợ đụng chạm, họ sợ dính tiếu tới cái công ăn việc làm của họ, trái cơm của họ, cho nên họ không dám binh cái em vô ơn này. Lúc thời điểm đó tôi cho rằng như vậy đó. Thì trong số đó có những người lên tiếng binh vực cho hưởng ứng mẫu quá trời quý vị. Tôi ngưỡng mộ mấy người đó là không sợ bị tẩy chay, là binh vực sự thật đó. Tôi rất là ngưỡng mộ. Thì trong cái số đó đó quý vị, tôi rất là ngưỡng mộ anh nghệ sĩ Tân Tấn. Lúc thời điểm đó đó quý vị, thì tôi cũng đã gặp anh nghệ sĩ Tân Tấn ở ngoài, là lúc thời điểm đó đi lên trên mộ của ông cố nghệ sĩ đó. Thì tôi gặp anh nghệ sĩ Tân Tấn ở ngoài rồi quý vị, một cái người rất là bảnh trai, một cái người một cái độ tuổi trung niên, nói chung là nó rất là đẹp, nhìn ở cái vẻ ở bên ngoài và nhìn có vẻ là một cái con người rất là đàng hoàng. Cho nên là khi mà chúng ta tiếp xúc bất kỳ một người nào đó quý vị, phải tiếp xúc vài lần. Còn có những người họ khéo che đậy đó quý vị, thì ít nhất phải tiếp xúc vài tháng. Cho nên là khi mà tôi gặp cái anh Ngân Tấn á, thì lúc đó ở bên ngoài cái cách nói chuyện rất là lịch lãm đó. Nhưng sau này đó quý vị, nó lời ra cái lối sống của cái một cái đứa con vô ơn như vậy, mà cái người nghệ sĩ anh Ngân Tấn vẫn binh vực. Cho nên lúc đó tôi sẽ đặt câu hỏi, lúc đó tôi đặt câu hỏi rằng đây không phải là cái dạng như là yêu thương như cái lúc ban đầu mà tôi đã nhìn ra, mà cái dạng giống y như là mua vô để mà lấy cái tiếng quý vị. Tôi thú thật là trong nghệ thuật cải lương á, thì cái giọng ca của anh nghệ sĩ Tân Tấn đó quý vị, thì nó không có một cái gì gọi là đặc biệt, mà nó cũng không có cái gì gọi là nổi tiếng cả. Có những người là không phải là kém chánh, chỉ là kém phụ, nhưng vẫn có tiếng cho quý vị nhắc tới là người ta sẽ nhớ. Ví dụ như là nghệ sĩ Giang Châu đó, khi mà nhớ tới đóng trong một cái tuồng Tô Ánh Nguyệt đó quý vị, hát rất là hay. Còn nói riêng đặc biệt về anh Ngân Tấn này đó quý vị, thì hát không có hay, nhưng mà tại vì hồi lúc đó mình nghĩ rằng ổng rất là tốt, ổng dám đứng ra binh vực, trong khi đó một người nghệ sĩ không được nổi tiếng đó mà lại dám đứng ra binh vực vậy thì nó anh hùng làm sao. Thì lúc đó mình rất là ngưỡng mộ ạ. Nhưng mà đến thời điểm này thì tôi nghĩ rằng là tại vì anh Ngân Tấn là người tiếp xúc với lại các em vô ơn thì rất nhiều,
chứ không phải là không tiếp xúc. Tại vì tôi không thể nào trách được những người khán giả trên cộng đồng mạng được, là tại vì họ không có tiếp xúc. Nói đại khái vậy cho dễ hiểu đi. Chứ nếu như những người mà họ có thông minh đó quý vị, họ sẽ dòm vô. Mới đầu thì cũng giống như hình như tôi nhảy vô mình 6 tháng đó quý vị. Đó, mình 6 tháng rồi. Nhưng mà sau này mình phải nhìn ra những cái lối sống đối xử với người này, đối xử với người kia, mình phải nhìn ra. Còn nếu như những người mà hiện tại bây giờ là khán giả mà vẫn còn bên các em vô ơn đó và vẫn còn bên các em muốn vọng đó, tức là sao? Không phải họ u mê. Họ không phải u mê đâu quý vị, mà chính bản thân họ cũng là con người sống vô ơn và đi cướp giùm của người khác mới ủng hộ thôi, chứ không phải là u mê. Nếu như mà nói mà những người đó u mê thì tôi phản đối quý vị. Tại vì u mê là một thời gian đầu tiên mình không biết, nó bùng ra một cái drama đó thì mình chưa có biết trái phải nó như thế nào, thì tạm thời mình thấy tội nghiệp quá mình binh. Nhưng sau khi theo dõi hơn một năm trời, một cái lối sống vô ơn với người này, một cái sống vô ơn với người kia, một cái sống mất dạy với người nọ, thì dĩ nhiên mình phải nhìn ra. Cho nên là những con người mà nói là u mê, không phải quý vị, họ không phải u mê, họ không phải ngu, mà tại vì cái loại người của họ nó sống vô ơn và nó sống đi cướp giật tranh giành của người khác, họ mới binh giật các em vô ơn và các em muốn còn mà thôi. Chứ một cái con người mà người ta sống biết trước biết sau, người ta sống đàng hoàng, không ai ủng hộ cái loại người đó bao giờ cả quý vị đó. Thì cái lúc đó là anh nghệ sĩ Ngân Tấn là cũng nổi tiếng với lại một cái bài là con gái của ba gì đó, thì lúc đó thì dĩ nhiên là mới vừa nổ ra tao đâu có biết, thì sáng tác một cái bài đó người ta rất là ủng hộ, và nhờ cái đó anh nghệ sĩ Ngân Tấn được nhiều người yêu mến hơn. Đến thời điểm này đó quý vị, thì sau cái vụ mà tranh chấp của BH đó quý vị, thì Thắng, thì anh nghệ sĩ Ngân Tấn mới sáng tác ra một cái bài là ba ơi con thắng rồi, bắt đầu nhảy tưng tưng ở trên sân khấu đó quý vị, là tôi thấy không trong ai rồi. Thú thật tôi nói vậy là anh Ngân Tấn giận cái chuyện quý vị, anh làm như vậy tôi cảm thấy nó không giống ai hết trơn. Tại vì Thắng là ở chỗ nào, anh Ngân Tấn là một người rất là thân, gọi là tạm thân thuộc với lại gia đình của ông cố nghệ sĩ, mà lại càng thân hơn là em rể. Người ta có nói là như thế nào đi chăng nữa, ta nói là không còn cái tình cũng còn cái nghĩa, chứ không có ai mà sống phủi hết tình hết nghĩa giống mình như anh cả. Tại vì sao? Dù sao đi chăng nữa mình sống trong cái gia đình đó, mang tiếng mình yêu người ta bằng anh nắng, anh vợ đó quý vị, đúng chưa? Nếu như mình đã sống trong gia đình thì dĩ nhiên là anh Ngân Tấn sẽ biết rõ trong gia đình của ông cố nghệ sĩ là đứa này nó là con ruột hay là con ruột, và đứa này nó sống nó có hiếu thảo với cha mẹ nó hay không, hoặc là cái đứa này sống gia đình như thế nào, thì chính bản thân anh Ngân Tấn phải biết rõ hơn mình, đúng không quý vị? Biết rõ hơn những người khán giả như mình. Nhưng đến thời điểm này thì anh lại lên là anh ca một cái bài ca, là anh sáng tác ra một cái bài là thắng rồi ba ơi, thắng gì vậy? Thắng cái gì vậy anh Ngân Tấn? Nếu như mà thật sự anh yêu thương cái người cố nghệ sĩ, cái người anh đi, không có nói là người anh vợ, tại vì nó là quá khứ, đúng không? Thì bây giờ coi như là anh ly dị, hoặc là anh không còn sống chung với lại chị nghệ sĩ Hồng Dung nữa, thì ít nhất anh cũng phải có cái nghĩa. Chứ có đâu mà anh lại đi kinh giật một cái đứa lối sống vô ơn như thế. Ví dụ như không cần biết là anh phải sống hay là đối xử tốt với lại chị Hồng Dung, không cần thiết như vậy. Chỉ cần anh biết nhìn nhận là người nào xấu, người nào tốt là được. Còn bây giờ anh mang tiếng anh nói rằng là anh rất là yêu thương anh cố nghệ sĩ, đúng không? Anh yêu thương anh nghệ sĩ Vũ Linh. Vậy thì anh sáng tác ra một cái bài là thắng rồi ba ơi. Trong khi đó là thắng cái đó là cái gì? Lấy hết hình ảnh của ông nghệ sĩ, cắt đứt hết, không còn xuất hiện trên không gian mạng nữa, đúng không? Thay vì ví dụ như là một cái đám tang bất kỳ của một người nghệ sĩ nào, nó đều lưu danh, tức là quay những cái hình ảnh đó để làm kỷ niệm suốt đời. Rồi xin lỗi bà con đã làm phiền nhé, nhưng mà ai là đang bị đau nhức cái xương khớp là thoát. Có những người mà người ta hâm mộ, người ta có thể vô xem, hoặc đó là một cái kỷ niệm để lại cái ngày cuối cùng của ông ngoại của mình, hoặc là chú cậu gì gì đó của mình. Còn này nói thắng rồi, ví dụ như thắng trong cái vấn đề tranh chấp tài sản, anh ủng hộ các em vô ơn, ok. Nếu như nó thắng về vấn đề tranh chấp tài sản thì bây giờ á, anh lên thắng rồi ba ơi, cái đó tôi cũng công nhận đi, đúng không quý vị? Tại vì đó là tranh chấp tài sản thì ai hợp pháp? Nếu như cái em đó nó là con, nhưng mà con nuôi hợp pháp vẫn hưởng. Từ đầu tới cuối tôi vẫn nói câu này, ở cái lúc đầu tiên tôi lên tôi phân tích, tôi ủng hộ các em vô ơn này, tôi vẫn nói câu đó. Tôi không cần biết em ấy là con nuôi hay con ruột,
xin miễn con hợp pháp lại máy được hướng. Có bao giờ tôi lên tôi phân tích tôi nói là em ấy là con ruột không quý vị? Chưa bao giờ tôi nói điều đó. Nhưng tôi chỉ nói là tôi tin em ấy là con ruột. Nhưng về vấn đề pháp lý, nếu em ấy là con nuôi hợp pháp thì em ấy sẽ hưởng, không ai giành được của em ấy cả. Và nếu thật sự ra, tôi chỉ đặt câu hỏi như thế này, tôi đặt câu hỏi cho những người thông minh thôi nha, chứ những người mà họ cố tình họ binh vực tôi quý vị đó là cùng một lợi rồi, tôi không nói. Tôi chỉ hỏi những người thông minh thôi, nếu như mình là con hợp pháp, tại sao mình cần cái người đại diện pháp môn để làm gì? Đúng chưa? Mình nên đem một người dân về để làm cái gì? Đó. Rồi nếu như mình là con hợp pháp không cần phải có luật sư, mình thắng chắc 100%. Tôi bảo đảm với quý vị, nếu như là con hợp pháp thì dù bên phía em Hồng Phượng với lại chị Hồng Dung mà có 8-10 cái luật sư giỏi đi chăng nữa cũng không bao giờ tranh giành được cái tài sản này của mình, tại vì mình là con hợp pháp. Vậy thì họ cái lúc đầu tiên mình lên trên cái mộ, mình khẳng định rằng là con ruột, nhưng cô chú ruột của mình tước cái quyền làm con ruột của mình, nói mình là con nuôi. Vậy thì bây giờ nè, mình lên mình nhận mình là con nuôi, vậy thì cái từ mà hồi đầu tiên mình lên trên mộ mình khóc lóc mình nói mình là con ruột thì có phải mình giả dối với lại cộng đồng mạng không? Mình thiếu nợ cộng đồng mạng một lời xin lỗi, và vì tôi đã giả dối, tôi lừa khán giả, tôi qua mắt mọi người tôi là con nuôi nhưng tôi nói là con ruột, đúng chưa? Mà lúc đầu tiên người ta binh là người ta binh mình là con ruột, dám thách thức là đi thử ADN. Rồi đến thời điểm này hơn một năm trời rồi, thử ADN chưa? Có chưa? Hay là chỉ nói cái miệng không? Thời buổi bây giờ cái gì cũng đưa lên hết, em vô với em muốn cộng cái gì cũng tung lên hết, một cái tin nhắn thôi làm bằng chứng cũng tung lên trên mạng nữa. Vậy thì cái ADN chứng minh mình là con ruột, tại sao mình không chứng minh? Chứng minh đi cho tất cả cộng đồng mạng người ta cấm, không ai nói tới mình. À, quý vị nghe một cái những cái lời nói của cái con của cái con mì xào này, nghe mà nó chố lỗ tai quý vị. À, đây là em mời quý vị nghe một cái đoạn là nó dài dài chút, chứ nó ngắn thì nhiều khi quý vị không biết là cái phía sau nó cái gì. À, thì đầu tiên á, thì nó cũng nói là cái dạng như là đầu tiên thì nó nói nghệ sĩ Ngân Tuấn là hát dở, rồi coi như là nó nhìn lầm người, là coi như tưởng đâu là nghệ sĩ Ngân Tuấn là coi như đàng hoàng, nhưng mà cuối cùng là ủng hộ là Hồng Loan, là nó gọi là con vợ, là gọi là em vô ơn. À, thì em nói quý vị nghe này, à, nó lúc nào nó cũng mở mồm nó nói người ta vô ơn, nhưng mà riêng cái bản mặt của nó, em nói thật với quý vị, nó còn vô ơn gấp trăm gấp ngàn với người ta. À, nó nói nó ngứa miệng là nó lên nó nói xấu tán, là dạng như nó bênh Hồng Loan, là nó bênh, ủa thế mày bênh này, mày bênh này, xấu tán đó mày có ăn tiền không? Rồi xấu tán đó tiền đó mỗi một tháng ăn 400 triệu, xấu tán là 6454, 2 tỷ 4, 2 tỷ 4. Rồi cái số tiền đó là ai ăn? Ai ăn YouTube trả cho ai, mà ai là cái người nhận, đúng không? À, chắc mày lên mày nói nước bọt không quá, chắc mày tử tế quá, mày lên chắc mày nói chùa quá ha, chắc mày dám mày bỏ thời gian một clip của mày là gần 2 tiếng đồng hồ mà mày nói xấu tắng trời, không lẽ bao nhiêu thời gian của mày giờ mày ngồi mày nói không ha. Rồi cái ngày đó là khán giả người ta tưởng mày là ủng hộ Hồng Loan thì người ta mới qua người ta xem của mày, chứ để thử coi đến bây giờ coi cái bộ mặt của mày lồ ra như vậy, nếu mà so với rằng như mà cái ngày mới đầu mà mày bỏ mày bênh Hồng Loan, mà nếu như mà đến bây giờ mà coi người ta biết cái bản mặt mày như vậy là liệu khán giả người ta có vô cái đường like của mày, à vô cái kênh của mày, người ta đăng ký cho mày không, rồi người ta có vô người ta ủng hộ cho mày không? Rồi đến khi đó mỗi một tháng là mày lánh mấy trăm củ ra, rồi ở đâu ra tiền? Nó tiền ở khán giả, người ta thương Hồng Loan, người ta thương Hồng Loan, tao ủng hộ Hồng Loan là đồng nghĩa là tao ủng hộ những cái người mà coi như lên tiếng nói là coi như bênh vực cho Hồng Loan. Còn nếu như mà người ta ủng hộ những cái con người mà lên mà coi như là chà đạp Hồng Loan ấy, thì coi như người ta ủng hộ để làm gì hả? Cho nó phí thời gian của người ta ra hả? Thay vì như vậy thời gian đó người ta đi ngủ hay người ta đi xem cái khác, người ta coi chi cái kênh của mày cho nó bẩn mắt, cái mất thời gian của người ta ra, đúng không quý vị? Hả? Mà nó ngồi nó kể lể
là giống như kiểu nó lên nó nói chùa xấu tắng trời, không ăn ngàn nào, rồi nó chê người ta hát dở, rồi nó nói người ta sao này coi như là sáng tác cái bài hát thắng rồi con ơi, thắng rồi con ơi. Ủa thì cái chơi rồi mày đem cái chuyện mà kể lẽ cái chuyện mà coi như giữa nghệ sĩ Ngân Tuấn và bà Trí mày nói là không còn tình còn nghĩa ha. Dù sao chăng nữa thì tại sao mà lại đi sáng tác bài thắng rồi con ơi, rồi không nhìn coi như dạng như là không quan tâm đến bà Trí này kia kia nọ. Ủa cái mắc cái chứng gì? Ủa ngày xưa khác bây giờ khác đúng không cả nhà? Ngày xưa là sao, là cái thời mới yêu nhau thì nó khác, nó đẹp lắm ha. Nhưng mà khi về ở với nhau rồi nó còn đẹp hay không? Nó không đẹp đúng không? Nó không đẹp thì ông mới bỏ bà, còn nếu mà nó đẹp thì ông mắc cái chứng gì ông bỏ bà đúng không? Nó tè le, nó tè le tét lét đúng không? Rồi đủ thứ chuyện ha. Thì chắc là ai còn tình ai còn nghĩa, ai còn tình còn nghĩa ở đây là coi như từ lương tâm từ biết đúng không? Ủa chứ chắc gì con mù xít á là nó đã còn tình còn nghĩa với ông đúng không? Nhiều khi nó còn trời đất coi nó còn này kia kia nọ với ông thì sao? Sao mày biết, sao mày nhìn thấy? Mày chỉ có nhìn thấy là coi như là ông đối xử với bà xít là coi như không còn tình còn nghĩa. Ủa bây giờ khỏi còn tình, tình gì nghĩa gì đúng không? Còn không, có mới là đấy, còn tình còn nghĩa mới là đấy. Bây giờ coi như là nghệ sĩ Ngân Tuấn là coi như là gọi là anh em đi, anh em đồng nghiệp đi với nghệ sĩ, cố nghệ sĩ thì đồng nghĩa là Hồng Loan cũng là coi như là con của ông, thì gọi là giống như kiểu là Hồng Loan thì cũng bằng tuổi con của ông thôi đúng không? Thì sau khi mà cố nghệ sĩ mất đi thì coi như là Hồng Loan là chỉ có một mình ha. Thì tất nhiên là nghệ sĩ Ngân Tuấn là mới càng thương Hồng Loan nhiều hơn. Bởi vì sau khi là chú Năm chú mất thì là đủ thứ chuyện là đổ lên đầu Hồng Loan ha. Thì ai là cái người mà không thương Hồng Loan, chứ đừng có nói là nghệ sĩ Ngân Tuấn. Tất cả khán giả trong nước cũng như ngoài nước ai cũng thương Hồng Loan, không chứ không riêng gì cái bản mặt của mày. Mày thì mày thương yêu cái gì? Mày chỉ đến đó mày kiếm lời, kiếm vụ lời cho mày. Mày kiếm xấu thắng trời, mày ăn không biết bao nhiêu tiền ha? Chứ mày mà thương yêu, mày mà bênh vực cái gì người khác đúng không ha? Còn cái người tử tế là cho dù thế nào thì người ta cũng chỉ đi một đường ha? Thí dụ sau này có như thế nào đi chăng nữa thì người ta cũng ủng hộ Hồng Loan, là vẫn ủng hộ Hồng Loan. Dù có thắng hay thua cũng không quan trọng, nhưng mà ủng hộ Hồng Loan là ủng hộ Hồng Loan. Nhưng mà do là bởi vì sao? Do là cái cách làm việc của mày nó quá ngu. Mày á, mày làm việc mày giật tức câu like câu view, rồi mày, rồi không có phải tại ai hết, tại mày ấy. Mày làm việc mày ngu lắm. Mày vì đồng tiền mà mày bất chấp, mày giật tức câu like câu view, mày đem mình ảnh của người ta lên, rồi sau đó là mày kiếm view kiếm like, mày ăn mày hóc mày đớp. Rồi sau này người ta đổ ra đủ thứ chuyện thì người ta mới lôi những cái clip ra là người ta mới kiện mày, là bởi vì là mẹ con thì con xích là nó sẽ lôi mày ra để coi như là nó kiện mày, là mang hình ảnh của nó đây lên với lại vợ chồng nhà bảy xèo đó. Thì từ đó là mày đã quay như là quay xe, là mày sợ ảnh hưởng đến bản thân của mày, là mày phải đi, gọi là mày phải đi xa, hoặc là mày phải coi như là mày phải chịu coi như về cái vấn đề pháp luật. Thế nên là mày quay xe là lập tức đó là mày lên mày chà đạp Hồng Loan bằng đủ mọi giá để coi như là để nhờ vào bên kia nó tha thứ cho mày. Chứ mày anh tốt lành con mẹ gì đúng không? Mà mày lên trên đây mày phân tích phân nơ, mày gọi người ta là vô ơn này vô ơn kia, rồi á mày lên mày chửi người ta chưa đá thì bắt đầu mày cảm ơn người ta là nhờ cái đồ vụ nở ra ma này mày mới có ăn, mà mày không cảm ơn Hồng Loan mà mày có lên mày chửi người ta. Rồi mày chửi người ta chưa đá thì bắt đầu mày lại quay qua mày nói đến nghệ sĩ Ngân Tuấn là một người ủng hộ cho Hồng Loan. Ủa sao không ủng hộ, sao không ủng hộ Hồng Loan? Còn cái vấn đề ông hát tay hát giỏ đó là chuyện của ông đúng không? Mày không nghe người khác nghe, đơn giản là vậy thôi. Cũng giống như mẹ con nhà con xích cũng vậy,
hát dở hát ai không quan trọng cái mẹ nhà nó, ai nghe nó nghe không nghe đó chuyện của nó, tao không nghe nhưng mà người khác người ta nghe mẹ con nhà nó. Thì cũng như nghệ sĩ Ngân Tuấn mày thôi, mày không nghe người khác người ta nghe, đừng có ông Ngân Tuấn ông đâu có mướn mày nghe đúng không? À, rồi mày lên mày lại tiếp tục mày lôi ống ra để coi như mày tưởng đâu là mày tài giỏi mày khôn ngoan là mày chỉ đường dắt lối cho người ta, là mày coi mày nói người ta giống như người ta không biết gì, người ta sống không tình không nghĩa không biết cái gì cho nên mới đi ủng hộ Hồng Loan, là mày nói là vô ơn ha. Ủa người ta không biết gì mà người ta không ra gì mà người ta lại được khán giả người ta ai người ta cũng quý mến ông Ngân Tuấn. Còn mày chắc mày tốt quá, mày tốt quá mày lên Minh Vực Hồng Loan 6 tháng đó mày khai đó, tại sao mày giờ ai cũng tẩy chay mày, ai cũng ghét mày, chỉ có cái gọi là cái đám bên phía con là nó qua là nó ủng hộ cho mày thôi, chứ còn những cái người mà hồi trước mà gọi là khán giả cũ của mày này, rồi khán giả bên Hồng Loan qua đăng ký kênh cho mày này, cái thời gian mày ủng hộ cho Hồng Loan là hầu như là người ta quay lưng với mày hết. À, thì mày nghĩ mày tử tế như vậy mà tại sao mà người ta quay lưng với mày? À, thì mà ông Ngân Tuấn ông đâu cần tử tế mà tại sao mà ai cũng coi như là yêu mến ông? À, thì ông cho là mày nói là ông cần nổi tiếng đi với những cái bài hát đi. Ờ, thì có sao không? Ông nổi tiếng thì có sao không? Ông cần, đúng rồi, làm gì cũng cần nổi tiếng. Nhưng cái quan trọng, cái nổi tiếng của ông Ngân Tuấn á, là được nhiều người ủng hộ và coi như là nhiều người quý mến ông. Còn mày thì sao? Mày cũng là đi ủng hộ người ta à, mày kể lể. Nhưng mà ngược lại thì sao? Thì người ta chửi mày là bởi vì mày tốt lành gì, mày đến cái đờ ra ma là mày kiếm ăn, chứ mày tử tế gì. Còn người ta đó, người ta đến người ta ta cho là ông ấy kiếm ăn cần nổi tiếng những cái bài hát, nhưng mà đến thời điểm từ khi mà ông ủng hộ Hồng Loan tới giờ ông coi Hồng Loan như một đứa con, cho đến bây giờ đã khi nào mà ông Ngân Tuấn ông đã làm mất lòng khán giả chưa, đúng không? Ông đâu có đi hai hàng, ông đi có một hàng cho nên người ta quý, người ta yêu mến con người của ông là bởi vì con người của ông tử tế, con người của ông đạo đức chứ không phải như mày. Còn bản mặt của mày ăn xong tối ngày mày nói người ta vô ơn này vô ơn kia, mày chê mày trách đủ thứ chuyện rồi mày kể lể ha. Nhưng mà rốt cục là khán giả người ta biết là cái bản mặt của mày là cái thứ lừa đảo, mày mới gọi là chính thức vô ơn ha. Tao không muốn nói đâu, nhưng mà nếu mà cứ cái đà này thì chắc chắn rằng tao vẫn tiếp tục hỏi thăm đến mày ha, để tao xem tiếp tục mày sẽ còn lên kiếm ăn ở cái đờ ra ma Hồng Loan này đến khi nào ha. Mà lúc nào mày cũng nói cái dòng điệu là giống như là mày giàu có lắm, rồi mày coi như là mày lên cái câu chuyện này là giống như kiểu là mày làm chơi thôi. Mày mấy ngày mày mới lên clip một lần, đúng rồi, mày lên clip, mày lên một cái clip của mày mấy tiếng đồng hồ bằng người ta, một cái clip người ta có 10 phút mà cái clip của mày mày quốc mấy tiếng đồng hồ, thì ra mà một clip của mày là nhiều khi 2 ngày mày lên lần, mà nhiều khi 3 ngày mày lên lần, và lâu lắm là mày 1 tuần mày lên lần thì coi như một clip đó là cũng bằng người ta làm 1 tuần thì mày cũng đâu có thua kém gì người ta, mày cũng tính toán trong đó hết rồi, đúng không? Nhưng mà cái con người của mày càng nói thì mày càng ngu, càng nói thì mày càng lộ liễu cái bản chất của mày ra. Thì bây giờ dù có nói như thế nào, mày có nói Hồng Loan vô ơn thế nào đi chăng nữa, thì cái con người của mày thì coi như là khán giả người ta cũng quay lưng hết rồi Chỉ có những cái thành mày nói sao, người ta không phải là u mê, ủng hộ Hồng Loan không phải là u mê, không phải là bọn u mê, mà nó nói mà khán giả là do là cái chúng nó ủng hộ Hồng Loan là chúng nó cũng là cái thứ dạng như là ăn cái gì, ăn cướp ăn trộm, là coi như lấy của người ta cũng là của mình, là nó nói như vậy là cũng giống như là nó đang nói Hồng Loan, rồi nó nói qua đến khán giả luôn, nó kêu là không phải u mê mà là cái bọn đó là nó là cái thứ mà giành giật tài sản, rồi coi như là cướp đoạt tài sản của người khác. Ai là cái người cướp, ai là cái người cướp ở đây hả? Sao mày biết? Ủa mày nói khán giả là cũng là sống theo cái lối sống là cướp giật tài sản của người khác hả? Đúng rồi, có bằng cớ mày không, phải bằng cớ mày mới ngon, chứ còn là nếu mà khán giả thì gọi là
sống theo cái lối sống mà cướp giật tài sản á, thì cũng không bằng mày đâu. Theo như tao nghĩ cũng không bằng mày, cỡ như mày mới ngon, hiểu không? Chứ còn khán giả mà ủng hộ ông Loan á, mà coi như là không phải u mê, mà cũng là những cái thành phần mà coi như là mày như mày nói á, tính ra mà nói vẫn còn thua mày, hiểu không? Khán giả với lại Hồng Loan với mọi người à, vẫn còn thua mày. Bởi vì cái con người của mày là cái thứ gọi là cái thứ ăn cháo đáy bát, và là cái thứ coi như là vô ơn nhá. Mày mới gọi là chính thức là vô ơn nhá. Nên tao nói thẳng cho mày nghe nha, cái con mì xào Củ Chi nhá. Nếu hôm nay tao làm cái clip này tao gửi đến mày, rồi tiếp tục tao sẽ còn tiếp tục, tao sẽ còn làm về những cái clip tiếp theo về mày nữa à. Thôi em tới đây em xin phép quý vị, em kết thúc video. Em sẽ hẹn quý vị khán giả vào trong những cái video kế tiếp, có những cái tin tức mới nhất em sẽ tiếp tục em cập nhật với quý vị. Cũng mong quý vị khán giả ủng hộ cho em một cái like, một cái đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video kế tiếp.